Hi, xin chào tất cả các bạn thân mến. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi là Thanh Vân, là chuyên gia tư vấn và đầu tư các loại đất nền, đất biển ở đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Vân và hãy đón chờ những video hấp dẫn tiếp theo với những thông tin rất là giá trị từ đầu tư đất nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video và ngay trong video này Vân sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thông tin, những cái điều cần phải biết về đất phi nông nghiệp. Và có những cái loại đất phi nông nghiệp như thế nào, hình thức sử dụng ra làm sao, có xây được nhà trên đất phi nông nghiệp không, và những cái thủ tục để chuyển đổi từ đất phi nông nghiệp sang đất ở như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn có thể ghi chép lại những cái thông tin hữu ích xuống dưới sổ sách của các bạn. Và hãy share video này, chia sẻ video này tới nhiều người hơn nữa để cùng nhau cập nhật và theo dõi những cái video giá trị hơn với những cái thông tin về tất cả các loại đất đầu tư trong giải hình chữ S đất nước Việt Nam này nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vân sẽ đi vào định nghĩa luôn. Đất phi nông nghiệp là như thế nào? Chắc các bạn cũng đã nghe rất là nhiều về đất phi nông nghiệp rồi đúng không ạ? Thế nhưng để hiểu sâu, hiểu kỹ về nó thì mời các bạn hãy lắng nghe video này. Đất phi nông nghiệp là một cái loại đất mà không sử dụng mục đích làm nông nghiệp. Ví dụ như là đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối. Đó, đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác nhằm phục vụ để trồng trọt, kể cả những cái hình thức mà trồng trọt không trực tiếp trên đất, xây dựng chuồng trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm, các loại động vật khác được pháp luật cho phép, đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu, thí nghiệm, đất ươm cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh. Vậy chúng ta có thể tóm gọn lại là khái niệm về đất phi nông nghiệp là như thế nào? Thì Vân tóm gọn lại có nghĩa là một cái loại đất mà không được sử dụng cho mục đích nông nghiệp, như là đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp, đất ở nông thôn, đất ở đô thị, các loại đất khác có mục đích sử dụng không dùng để làm nông nghiệp các bạn nhé. Luật đất đai năm 2013 quy định về nhóm đất bao gồm này là có đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Đó, đấy là ba cái loại đất mà các bạn cần phải lưu ý. Có tất cả những cái loại đất, có 9 loại đất phi nông nghiệp mà Vân chia sẻ tới các bạn. Đó chính là, các bạn hãy lắng nghe nhé. Loại đất thứ nhất, nó là đất phi nông nghiệp ở đô thị và nông thôn. Thì đây là một cái loại đất mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt cho phép hộ gia đình, cá nhân sử dụng một cách hợp lý với quy hoạch sử dụng đất. Trong đó bao gồm đất để xây dựng nhà ở này, đất xây dựng công trình phục vụ đời sống này, vườn ao trong những cái thửa đất thuộc khu dân cư nông nghiệp, nông thôn. Đất ở tại đô thị thì tức là được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cấp phép sử dụng, bao gồm đất dùng để xây dựng nhà ở, đất xây dựng các công trình công cộng, vườn ao trong cùng một cái thửa đất thuộc quy hoạch khu dân cư đô thị. Và với cái việc gia tăng dân số thì đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao, việc quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng đô thị lại càng được quản lý thắt chặt và hợp lý hơn. Đấy là loại đất thứ nhất, chính là đất phi nông nghiệp ở đô thị và nông thôn. Loại đất thứ hai đó là đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp. Thì với cái loại đất này là được dùng với mục đích là xây dựng các cơ quan, trụ sở nhà nước, tổ chức hoạt động chính trị, các tổ chức chính trị để phục vụ cho những cái tổ chức chính trị, xã hội. Đấy, thì mục đích của đất phi nông nghiệp, xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp là để mục vụ xây dựng trụ sở cơ quan của các cơ quan nhà nước. Và nhu cầu sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp hiện nay lại đang ngày càng tăng lên cùng với sự phát triển của nền kinh tế và xã hội. Và loại đất này thì để xây dựng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực về kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường và các công trình công nghiệp khác, sự nghiệp khác phục vụ cho đất nước. Yếu tố thứ ba, loại đất là loại đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh. Tức là cái loại đất sử dụng vào mục đích là những cái loại đất xây dựng lên để phục vụ cho quốc phòng, cho an ninh quốc gia, đó, cho an ninh đất nước. Đấy, đấy chính là cái loại đất thứ ba.
Loại đất thứ 4 là loại đất phi nông nghiệp sản xuất kinh doanh. Tức là loại đất là bao gồm xây dựng các khu công nghiệp, đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, đất sử dụng cho khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. Thì đấy là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Loại đất thứ 5 là đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích công cộng. Tức là những cái loại đất về giao thông này, về thủy lợi này, đất xây dựng các công trình văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, thể dục phục vụ lợi ích công cộng, đất thuộc di tích lịch sử này, văn hóa, các danh lam thắng cảnh, cùng với xây dựng các công trình công cộng khác theo đúng quy định của chính phủ Việt Nam, thì đấy chính là đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích công cộng. Thế còn đất thứ 6 là loại đất phi nông nghiệp thuộc tín ngưỡng tôn giáo, tức là phục vụ cho nhu cầu tôn giáo của nhân dân, bao gồm như là chùa, nhà nguyện, thánh nơi nhà thờ á, thánh đường ấy, vâng, nơi niệm Phật đường như là chùa, đó các ngôi chùa, tu viện như là các thiền viện, đó trường đào tạo riêng của tôn sư, trụ sở tổ chức tôn giáo. Đấy, trụ sở tổ chức tôn giáo cùng với những cơ sở tôn giáo khác được nhà nước cho phép hoạt động. Và đất tín ngưỡng gồm những cái công trình như là đình này, miếu này, am này, tự đường này, nhà thờ họ. Đấy, đấy chính là đất phi nông nghiệp tín ngưỡng. Và trong những năm gần đây thì đặc biệt ví dụ như là ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì xu hướng xây dựng các nhà thờ họ ngày càng tăng. Thế cho nên là vấn đề về sử dụng đất phi nông nghiệp sử dụng vào cái mục đích tín ngưỡng thì càng được quan tâm và được thắt chặt quản lý chặt chẽ hơn. Loại thứ bảy đó chính là đất phi nông nghiệp làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hòa tang, nhà hỏa tang, thì phục vụ, mình nghe thấy là mình hiểu là phục vụ cho nhà tang lễ rồi, cho hỏa tang đấy, để và đặt ở những cái vị trí ví dụ như là trước đây ở trong thành phố Hà Nội thì khi mà cách đây khoảng tầm mấy chục năm thì thành phố Hà Nội chủ yếu vẫn là đất ruộng không, thì mồ mả nghĩa trang ấy mọc lên rất là nhiều, có nghĩa là các cụ ta ngày xưa thì cứ tiện ở đồng ruộng nào thì sẽ làm nghĩa trang ở đồng ruộng đó, nhưng đến bây giờ thì những cái đất phi nông nghiệp để mà làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng thì sẽ đặt xa vị trí trung tâm của thành phố Hà Nội, ví dụ như tiêu biểu là ở trên Hòa Bình, công viên nghĩa trang ở trên Hòa Bình. Thế còn những cái đất phi nông nghiệp ví dụ như là nghĩa trang Quán Rền, Thanh Xuân, nơi mà cạnh và nơi mà Vân đang đứng ở đây, hoặc là nghĩa trang Văn Điển, đấy chính là những cái đất phi nông nghiệp mà dùng để làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng. Loại đất thứ 8 đó chính là đất phi nông nghiệp dùng đất sông ngòi, kênh rạch, sông suối, mặt nước chuyên dùng, thì những cái loại đất này là sẽ được nhà nước giao cho một cái tổ chức quản lý để sử dụng, chuyên dùng vào những cái mục đích như là nuôi trồng, khai thác thủy hải sản, và nhà nước tạo điều kiện cho các cái tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng sông ngòi, kênh rạch, suối thuê để thuê nhé các bạn nhé, để phát triển kinh tế và thu tiền thuế mỗi năm. Đấy, và nhà nước sẽ thu cái tiền thuê mỗi năm, thuê và thuế mỗi năm. Và hàng năm nhà nước sẽ cho thuê sông suối, kênh rạch, thu tiền thuê đối với người Việt Nam, có thể là đối với những cái người Việt Nam mà lưu trú, định cư tại nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện vào những cái dự án đầu tư nuôi trồng thủy hải sản, góp phần tạo cái nguồn thu lớn cho sự phát triển kinh tế chung của Việt Nam và sự giao lưu văn hóa giữa các nước với nhau. Loại đất thứ 9 Vân chia sẻ cho các bạn đó chính là đất phi nông nghiệp thuộc nhà nghỉ, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất. Tức là cái loại đất này là thuộc cái nhóm có nghĩa là thuộc cái nhóm đất mà dùng để xây dựng lên những cái nhà kho, những cái nhà chứa nông sản, thuốc hóa chất ý, bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ dùng cho phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đó, đất xây dựng công trình khác không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó cũng không gắn liền với cả đất ở. Những cái công trình đó nó sẽ ở cách xa với cả đất liền nhé các bạn nhé. Đất ở ấy, cách xa những khu dân cư, thường là nó sẽ ở, ví dụ như ở cái đất Hà Nội này, nó sẽ ở những cái khu vực như là Cầu Diễn. Đó, Cầu Diễn này, hoặc là trên Nhổn này. Đấy, nó ở những cái khu xa xa hoặc là trên Mai Linh. Đấy, đấy thì là dành cho những cái đất phi nông nghiệp mà thuộc nhà nghỉ, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất. Và đấy, trên đấy là 9 cái loại đất phi nông nghiệp mà Vân đã chia sẻ cho các bạn.
Vậy thì các bạn sẽ có câu hỏi rằng là đất phi nông nghiệp có xây nhà được không, đúng các bạn? Thế thì Vân trả lời luôn nhé, đất phi nông nghiệp không xây được nhà được, nhưng mà phải chuyển đổi mục đích sử dụng. Tức là như thế này, tại điều 1 khoản 1 điều 170 luật đất đai 2013 có quy định rõ là người sử dụng đất phi nông nghiệp có muốn xây nhà trên loại đất này thì phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của luật đất đai năm 2013. Chi tiết là như thế này, các bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất được quy định rõ tại điều 11 thông tư số 2 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thế thì cái thủ tục đấy, giấy tờ đấy thì nó sẽ bao gồm là đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng, các bạn phải có nhé, đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Thì các bạn có thể là lấy theo cái mẫu số 09 ban hành kèm theo thông tư số 24 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và được chỉnh sửa đổi lại thành là tại cái điều khoản 18 điều 7 thông tư 33 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bản thân hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hoặc là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất. Và các bạn cần phải xin phép trước khi chuyển đổi mục đích sử dụng nhé. Các bạn cần phải xin phép. Thế thì theo cái khoản 1 điều 57 luật đất đai năm 2013 là các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì bao gồm là chuyển, các bạn lưu ý này, các bạn có thể ghi chép lại những cái thông tin này cực kỳ giá trị các bạn nhé. Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản làm muối. Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao hồ, đầm. Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp. Đấy. Và chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Chuyển đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được nhà nước giao và thu tiền sử dụng đất các bạn nhé. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở. Chuyển đất xây dựng các công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ sang đất thương mại dịch vụ. Chuyển đất thương mại dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Và cần phải xin phép cơ quan có thẩm quyền trước khi mà thay đổi mục đích sử dụng đất để tránh bị thu hồi đất. Cái điều đấy là cái điều các bạn phải lưu ý nhé, là phải xin phép trước để tránh cái việc mà bị thu hồi đất ấy. Và đất sản xuất kinh doanh là đất phi nông nghiệp thì nên khi mà muốn chuyển đổi sang đất ở thì các bạn cần phải làm thủ tục để xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Và thủ tục chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở là tại điều 69 nghị định 43 năm 2014, nghị định chính phủ quy định trình tự thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là như thế sau. Có 3 điều mà các bạn cần phải lưu ý nhé. Các bạn có thể ghi xuống và cảm ơn các bạn vẫn lắng nghe video cho đến giờ phút này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và sẽ còn rất nhiều những thông tin hữu ích cập nhật theo phía sau đây nhé. 1 là người sử dụng đất phải nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đi kèm theo giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên môi trường. 2 là cơ quan tài nguyên môi trường sẽ có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh hồ thực địa. Thực địa là cái khu đất mà các bạn xin chuyển đổi mục đích sử dụng ấy. Thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, trình Ủy ban Nhân dân các cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Và đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Và cái điều thứ ba mà các bạn cần phải lưu ý đó chính là các bạn hãy thực hiện nghĩa vụ tài chính, thì cái đó là cái điều đương nhiên rồi. Khi mà mình làm những cái thủ tục liên quan đến nhà nước thì có những cái mức thu tài chính của cơ quan nhà nước thì mình sẽ thực hiện cái nghĩa vụ đó. Thế và người sử dụng đất
thì chỉ cần nộp một cái bộ hồ sơ với trường hợp là chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì hồ sơ đó là bao gồm, thứ nhất là các bạn lưu ý nhé, các bạn có thể ghi chép lại để khi các bạn có sử dụng những cái lô đất đó, các bạn sẽ có sẵn những cái video này của Vân rồi, các bạn chuẩn bị được những cái giấy tờ mà các bạn không cần phải hỏi ý kiến của những người khác, nó cũng tiết kiệm được cái thời gian của các bạn. Thứ nhất là đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu số 1 ban hành kèm theo thông tư này. Thứ hai là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, hoặc là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Và bạn nộp hồ sơ thì bao gồm là đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sang đất ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan tài nguyên và môi trường. Đấy, thì sau đó thì là cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ xem xét và sẽ cấp cho các bạn, sẽ chứng nhận cho các bạn về cái loại đất phi nông nghiệp để chuyển sang đất ở, và từ cái đất ở đó các bạn sẽ xây được nhà lên theo cái mức độ tầng mà tại cái khu vực đó người ta quy định, theo cái căn hộ mà các bạn mong muốn. Và trên đây là những cái thông tin hữu ích, những cái thông tin giá trị mà Vân đã chia sẻ cho các bạn về đất phi nông nghiệp và các loại đất, hình thức sử dụng đất ra sao và chuyển đổi từ đất phi nông nghiệp sang đất ở như thế nào. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe video này của Vân, và hãy đón chờ những cái video tiếp theo với những cái thông tin hữu ích giá trị hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và những cái thông tin của những cái video tiếp theo Vân sẽ nói hơn, nhiều hơn về sổ đỏ. Và các bạn hãy đón chờ những cái thông tin liên quan đến sổ đỏ nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và hãy nhớ giúp Vân, làm ơn giúp Vân là hãy bấm like video này, chia sẻ video này tới nhiều người hơn nữa, và hãy đăng ký vào kênh YouTube của Vân, đăng ký ở cái nút bên tay phải này, đăng ký vào kênh YouTube của Vân, và để cập nhật những cái thông tin tiếp theo, những cái video tiếp theo nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.